Thì xin chào ông bà cô chú anh chị đến với kênh Năm Chị Em Xa Xứ. Thì kính chúc ông bà cô chú anh chị một ngày mới thật là vui vẻ hạnh phúc bên gia đình của mình. Thì mới đi chợ về cô chú anh chị. Giờ này là 4 giờ rưỡi chiều nha cô chú anh chị nha. Thì đi chợ Quảng Việt. Thì mới dọn hàng về. Thì đem theo 2 bịch bắp cải đem đi về cho gà nhà Thị ăn. Thì dọn hàng ở Quảng Việt để cho anh Mãnh bán cho công nhân cô chú anh chị. Rồi Thị về để cho gà vịt nhà Thị ăn. Rồi Thị sẽ lụm trứng. Thì như hằng ngày mà Thị quay cô chú anh chị xem á. Cô chú anh chị đón xem video của Thị nha. Giờ cô chú anh chị đi theo chân Thị cho gà nhà Thị ăn và lụm trứng cùng Thị nha. Thị sẽ đóng cửa lại. Biết sao cô chú anh chị? Đóng cửa lại để cho mấy con chó nhà Thị nó không có ra được. Nó ra ngoài á, người ta đi qua đi lại á, nó sẽ chạy theo người ta. Đây là 2 bịch bắp cải nhà Thị nè cô chú anh chị. Lá cải rất là ngon luôn. Thị đổ ra cho gà nhà Thị nó ăn nè cô chú anh chị. Có dưa leo, có trái đu đủ. Chị đem trái đu đủ này tí nữa thì lấy dao thì bổ nha. Đó. Thị sẽ đi qua bên này cho gà nó ra nó ăn nha cô chú anh chị nha. Để giờ quên rửa nó có dữ ra. Đó cô chú anh chị, gà nhà Thị nó đang ăn. Hôm nay là một cây mưa rất là lớn luôn nha cô chú anh chị nha. Cây mưa quá trời lớn luôn. Nó mấy một xíu còn cái này là cơm. Thị sĩ đổ cơm ra cho gà nó ăn nha cô chú anh chị. Đó, Thị đổ cơm ra gà nó ăn cơm, nó không thích ăn lá bắp cải. Ăn cơm trước rồi nó ăn lá bắp cải sau. Trời mưa xuống á cô chú anh chị. Nước quá trời luôn cho nên nó sẽ ẩm ướt cái chỗ ngay mấy con gà nhà Thị nha. Đó cô chú anh chị thấy gà nó ăn không? Thấy thương nha. Còn cái trái này là cái trái đu đủ nè cô chú anh chị. Thị sẽ bổ ra làm đôi. Đây. Rồi Thị sẽ cho mấy con gà nhà Thị, con gà nào nó ăn thì Thị cho nha cô chú anh chị nha. Đây con gà Quý Phi nó đang đứng, nó không có dám ra ngoài luôn rồi cô chú anh chị thấy không. Đó. Thị sẽ để đây cho nó nè. Thị sẽ để đó cho nó. Ồ trời ơi, quá trời con chim chỉ luôn cô chú anh chị. Trời ơi, hồi nào đây Thị không biết nữa luôn. Hồi ngày hôm qua là Thị chưa có quay cho cô chú anh chị xem. Ôi, hồi ngày hôm qua là Thị chưa có quay cho cô chú anh chị xem. Ngày hôm qua Thị mất công chuyện, giờ Thị quay tự nhiên. Ở trong nhà Thị nó có 5 con chim chỉ luôn cô chú anh chị. Trời ơi, cô chú anh chị không biết có thấy rõ không nữa. Ở đâu chị Thị cũng biết nữa. Để tí nữa Thị về Thị hỏi anh Mãi nha. Cái này là một là người ta gửi cho anh Mãi nuôi, hai là anh Mãi mua rồi cô chú anh chị. Cô chú anh chị xem 2 con gà Quý Phi kìa. Bữa nay nó dạng rồi, nó gần Thị luôn nè. Nó đứng gần Thị nó không có sợ luôn nè. Cô chú anh chị thấy không. Đây nè cô chú anh chị ơi, Thị bỏ máy vô trong cái lồng con chim chỉ luôn, vừa xong Thị quay cho cô chú anh chị thấy rõ nè. Ồ, 5 con luôn cô chú anh chị. Không biết cái loài chim này nó ăn những cái gì ha cô chú anh chị ha. Cô chú để bình luận lại cho Thị biết để Thị nói anh Mãi là mua những cái đó cho nó ăn nha. Chứ Thị thấy ở trong này nó có cám và có lúa và có bắp xay mà thấy nó không có ăn rồi cô chú anh chị. Anh Mãi còn để một xô nước ở đây nữa nè. Và Thị cũng cho nó miếng đu đủ mà nó cũng không ăn luôn cô chú anh chị ơi. Không biết là nó ăn cái gì hay là nó sợ gì, không biết nó lạ hay sao á. Còn cái con gà trống anh Mãi anh bỏ đâu. Cái chuồng chỗ ngăn này đó là cái con gà trống với con gà mái ở trong này. Mà giờ anh Mãi anh bỏ 2 con đó nó hoài rồi. Thị đoán vậy á cô chú anh chị. Còn tự nhiên có mấy con chim chỉ luôn, trời ơi. Lâu lâu Thị ra vườn á. Mà có lâu gì đâu cô chú, ngày hôm qua Thị chưa có quay cho cô chú anh chị xem thôi. Giờ ra vườn lại là thấy 5 con luôn. Ôi. Bởi vì anh Mãi anh đam mê mấy con thú vật lắm cô chú anh chị, anh thích lắm nè. Cô chú anh chị thấy con lưu không?
Thủy đi tới đây nó cũng rình rình nữa. Giờ Thủy đứng ngay cái lồng này sẵn đó, Thủy đi lượm trứng ở đây trước luôn nha cô chú anh chị nha. Đây cô chú anh chị theo Thủy đấy, lượm với Thủy cô chú. Ồ cô chú anh chị, con gà này nó đang ấp á, Thủy đi tới gần nó la, nó sợ bắt con nó cô chú anh chị. Ồ đây có ba cái trứng nè cô chú anh chị ơi, Thủy cho cô chú anh chị xem ở đây nó có ba cái trứng, chắc nó đĩa ba con. Ở dưới đây không có, dưới đây cũng không có, ở trên này nè cô chú anh chị. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 trứng luôn cô chú anh chị. Ồ, 11 trứng luôn. Thủy vẫn để đây luôn nha cô chú anh chị nha. Thủy bận quá không có vô lấy cái gì cho đựng trứng được, cho nên thôi Thủy để đây luôn. Chị sẽ ra lấy sao nha cô chú anh chị. Còn hai cái ổ này nữa nè cô chú anh chị. Đi ra ngoài đó Thủy sẽ coi thử có trứng không nha. Ồ cô chú anh chị, gà nó ăn hết một cái ấy cơm của Thủy đổ ra luôn rồi cô chú anh chị ơi. Thủy đi đường Thủy lụm cơm cho nó ăn, giờ nó ăn hết luôn rồi. Đây nè cô chú anh chị, cái hai cái ổ này nè. Nhưng mà Thủy tới rồi không có cái nào trong đây hết ấy cô chú anh chị ơi. Nó không có không? Ở trên này cũng không có luôn cô chú anh chị. Nè cô chú anh chị nè, có trái mít nè, mít này nó cũng chín luôn rồi mà nhà Thủy cũng không ăn luôn, không có thời gian để bổ, mới lại ngán không có ăn cô chú anh chị. Nè, cô chú anh chị thấy không, cái mít quá trời trái luôn. Ở dưới đây cũng có quá trời trái luôn cô chú anh chị. Mấy cái trái mít này là để dành cho những cái khách nào mà quý trong gia đình nhà mình đó cô chú anh chị. Con gái của Thủy đó cô chú anh chị, nó nói là nó không có ăn cá. Bữa nay nhà Thủy nấu canh trứng với lại cá chốt kho rau răm mà nó không có ăn, mà nó biểu Thủy là lụm trứng này vô cho nó chiên nó ăn nha cô chú anh chị. Con lấy 5 trứng đúng không, cho nên nó là thôi Thủy sẽ lấy 5 trứng vô trước đã, 5 trứng vô cho con gái Thủy nó chế biến nó ăn. Rồi nó không có ăn cá được cô chú anh chị. Đây nè cô chú anh chị thấy không, Thủy đổ ra bữa nay á, chắc Thủy nghĩ nó ăn cơm no là một, mới lại là nó ăn nó ngán rồi. Giờ nó dẫm không mà nó không ăn nữa cô chú anh chị ơi, buồn ghê. Dưa leo mấy bữa nó thích ăn lắm nha cô chú anh chị, giờ nó không ăn nữa. Cái ngày đổ ra mà nó không ăn là ngày mai anh Mãi anh gom anh dọn lại cái chuồng cho nó sạch nha cô chú anh chị nha. Đi lên đây Thủy sẽ quay cho cô chú anh chị coi những cái con chim của nhà Thủy, hay những cái chú vịt nhà Thủy nó lớn tới đâu rồi nha cô chú anh chị. Thủy mới cho gà ăn á cô chú anh chị, vừa xong á nó tay của Thủy nó vô, nó lại cái chim của Thủy nè nó dính sụp sình bùng không à. Thủy sẽ giữ cho nó vài bọc kinh luôn, giữa chân vài bờ kinh không, mình vô trong đó cho nó sạch sẽ miếng nha cô chú anh chị ha. Ở nhà Thủy á, gần bờ kinh nó cũng tiện lắm cô chú anh chị, có cái gì rồi mà cần tới nước bờ kinh nó ra giữa nó sẽ sạch. Đây này cô chú anh chị, Thủy ra vài bờ kinh Thủy rửa, chó nó theo Thủy quá trời ra vô trong ra này nè. Đi vô đây nè cô chú anh chị, nhà Thủy có cái cây huệ nè, nó ra bông đẹp kia chưa, cây huệ nó ra bông đẹp ha cô chú anh chị ha. Ở ngoài trước bờ kinh nhà Thủy nè có cái cây bông chuông vàng nữa, đẹp lắm, Thủy thích cái bông này ghê. Ở ngoài trước nhà Thủy nè cô chú anh chị coi, mấy cô chú hàng xóm nó trồng nha đam rồi trồng đủ thứ loại rau luôn. Đây những cái con chim nhà Thủy nè cô chú anh chị. Ôi một con, hai con, ba con, bốn con, năm con, sáu con, bảy con. Ở trên lồng ở trên thì nó có bảy con nha cô chú anh chị nha. Đó, đẹp ha cô chú anh chị ha. Có một con chim cu đó nó đang ấp á cô chú anh chị thấy không. Đây nè cô chú anh chị ơi, cái lồng ở trên á, hồi nãy Thủy mới quay, giờ cái lồng ở dưới nó có ba con chim cu và một con chim cu này nó đang ấp nè cô chú anh chị, là bốn con.
Ở trên này là những con chim gì thì không biết nữa nha cô chú anh chị. Đó. Nó bay á cô chú anh chị ha. Trời ơi, ở dưới đây nó có hai con chim cút nè cô chú anh chị. Con này là con cút nè. Hồi bữa giờ Thủy quay không có thấy. Mà sao tự nhiên giờ Thủy thấy hai con chim cút ở trong chuồng nè. Không biết anh Mãi mua hay là ai cho anh Mãi nữa cô chú anh chị ơi. Hai con chim cút nè, dễ thương nghe chưa. Vậy là mai mốt nó sẽ đĩa cái trứng cút già. Thủy vừa quay cho cô chú anh chị xem nha. Ôi dễ thương ha. Nguyên cặp luôn. Đây nè. Còn ở trên là hai con chim gì nó bay quá trời luôn cô chú anh chị, thì cũng không biết nữa. Còn ở trên này cũng có một con chim cu đang đang ấp á cô chú anh chị. Nè, anh Mãi anh để nước, để táo để rồi để dành cho nó ăn nè cô chú anh chị ơi. Còn ở dưới này có bốn con vịt vịt lộn á cô chú anh chị. Anh Mãi anh ấp ra nè cô chú anh chị nè. Bốn con. Mà mấy bữa có một con chim chỉ nó đang ở đây mà sao bây giờ nó không có nữa. Chắc anh Mãi nhốt ở dưới hồi nãy Thủy quay rồi hay sao á. Ở dưới cái lồng dưới mà Thủy quay lúc trước cho cô chú anh chị xem á. Còn mà giờ có bốn con vịt mà thấy nó cũng hơi lớn lớn rồi đó cô chú anh chị. Anh Mãi để nước nè, anh để rau nè, anh để lúa với lại bắp xay cho nó để nó ăn nè cô chú anh chị. Cô chú anh chị nè, nhìn nè. Ồ, nó thương yêu nhau ha cô chú anh chị ha. Dễ thương quá cô chú anh chị ơi, nó thương yêu nhau ghê. Nó sợ mình á, nó trốn quá cô chú anh chị. Tự nhiên bữa nay Thủy phát hiện nhà có 5 con chim chỉ và 2 con chim cút ở trong lồng nhà Thủy. Rồi Thủy giật mình luôn, lâu lâu tự nhiên ra thấy bữa nay ra thấy con có một con lạ, hai con lạ. Qua ngày mai ra thấy nhiều. Bữa nay thấy con này lạ, mai con kia lạ, giật mình luôn cô chú anh chị. Rồi nè cô chú anh chị thấy không, Thủy review cho cô chú anh chị xem mà. Mồ hôi mồ kê nó ra quá trời luôn, Thủy mới đi dọn hàng về á cô chú anh chị. Rồi nó nóng lắm cô chú anh chị ơi, bữa nay là cây mưa đầu tiên luôn cô chú anh chị. Đây nè cô chú anh chị, Thủy mới lấy 5 cái trứng ở trong chuồng gà da nè. Rồi con Thủy nó úp la lên nha cô chú anh chị nha. Đó, 5 cái trứng của nhà Thủy mới đem vô nè. Ngon ghê ha cô chú anh chị ha. Thủy mới quay mấy con chim cút rồi quay mấy chú chim cu nhà Thủy. Vô xong rồi con gái Thủy nó nói nó đói bụng quá, nó đập trứng nó chiên ăn cơm luôn cô chú anh chị. Thủy đang cầm máy quay để quay cho con gái Thủy chiên nha cô chú anh chị nha. Thủy sẽ review những cái trứng mà những cái trứng gà nhà Thủy để ra nha. Nhà Thủy ăn không có đủ ăn ăn luôn á cô chú anh chị. Đó cô chú anh chị, chiên mặn 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 á. Ăn cơm cô chú anh chị à. Con gái Thủy nó tự nấu ăn luôn nha cô chú anh chị. Đồ nó đập nè. Đó. Ôi, vị thơm mùi nước mắm cô chú anh chị. Trứng gà nhà Thủy á cô chú anh chị ơi, ngon ghê ha. Đó, cái chồng đỏ nó rất là nhiều luôn. Tại vì cô chú anh chị biết sao không, trứng gà nhà Thủy là trứng gà sạch, nó ăn rau rồi không mà cô chú anh chị ơi, rau quả không à. Hai cái trứng bị bể, còn ba cái trứng thì còn nguyên, quá trời ngon luôn cô chú anh chị. Ồ, nó đánh da luôn, cái kiểu nó xào ăn cơm nát đó cô chú anh chị, xào nát để cho nó thấm gia vị luôn. Mới lại nhà mình chiên á, mình ăn sao cũng được ha cô chú anh chị ha. Đó, nó đông lại thành như vậy á cô chú anh chị.
nhưng mà ngon lắm nha. Thị rất là thích ăn như gì. Con gái Thị nó chiên kiểu này á, Thị nhớ lại cái thời tuổi thơ á, nhà Thị còn bỏ nước mắm mặn hơn nữa để ăn được nhiều cơm á cô chú anh chị. Quá trời thơm luôn à. Con gái Thị nó tự lập từ nhỏ, nhà Thị cũng có đồ ăn nữa mà nó không có thích ăn cá nhỏ, nó lường xương ra nó làm biến nha cô chú anh chị, cho nên nó là nó lấy trứng nó chiên ăn cho nó nhanh. Còn vợ chồng Thị thì ăn cá. Nãy giờ Thị quên kêu con gái Thị bật đèn, giờ nó mới biết nó bật đó. Ngon ha. Xong rồi cô chú anh chị, con gái Thị nó tắt bếp luôn rồi. Nó nói là như vậy ăn cơm, ăn cơm thấm cơm dữ lắm, ăn hết cơm luôn, ăn nhiều chén cơm luôn á cô chú anh chị. Làm gì cũng ngon ha cô chú anh chị ha. Ở nhà Diệu Hiền làm gì cho mấy đứa em đồ ăn, mấy đứa cháu của Thị ăn không á. Nè cô chú anh chị, anh Mãi nó kho cá chốt nè. Kho cá chốt anh bỏ miếng tiêu vô với dâu răm, ngon lắm cô chú anh chị ơi. Nhưng mà con Thị thì nó không có thích ăn, cho nên nó là chỉ có vợ chồng Thị ăn thôi. Còn hai đứa con gái của Thị, cái bự nó mới ăn, còn cái nhỏ nó không ăn. Với lại canh nè cô chú anh chị, canh này là canh chua, canh ngót nha, bỏ cần vậy, lại bỏ trứng hột vịt, trứng hột gà của chú anh chị. Nhà Thị ăn trứng gà dữ lắm, cho nên nó không có trứng gà để dành luôn á. Nè cô chú anh chị thấy không, nó báo một tô cơm. À này là nó làm cơm cho ba nó nè cô chú anh chị, để gọi đem ra vài quán Việt cho ba ăn. Còn mà, con đem ra xong rồi con mới đem về con mới ăn hả? Hay sao? Chứ sao con muốn ăn luôn đi? À, con gái của Thị nó có trách nhiệm lắm nha cô chú anh chị. Được. Cơm nhiều. Ấy dâu dăm cho ba. Ba thích dâu dăm không? Nhiều đâu, ba ăn cơm đâu nhiều. Ba biểu mẹ về nói với con là bỏ dâu dăm nhiều. Rồi, rồi được rồi. Ồ, cô chú anh chị nó làm cho ba nó một tô cơm ốc nóc luôn. Chắc chiều về không có ăn cơm được luôn. Rồi giờ có cái hộp nào ấy miếng canh không con? Hả? Ờ đó, con gái của Thủy nó có trách nhiệm lắm, cũng đói bụng lắm nha cô chú anh chị, nhưng mà không có ăn cơm trước, đem cơm ra cho ba trước rồi mới về ăn cho nó gọn gàng. Nó giống cái tánh Thủy á. Còn con gái thứ nhất của Thủy á, con gái lớn Thủy, nó giống ba nó, làm đâu quên đó à, mà nó không có gọn gàng của chú anh chị. Đây nè, mình nghĩ cái hộp này được mà, cái hộp màu vàng vàng này nè. Ờ sao cái hộp đó đậy lại được mà. Ờ còn không cái đó cũng được, kệ. Bắt đầu múc canh vô cho ba đem ra hả con ạ? À, gì vậy? Ồ ngon luôn á con à. Ở đây con múc xong, ở đây mình sẽ hâm. Biết sao không cô chú anh chị, nếu mà hâm ra thì nó sẽ nóng, cho nên giờ là múc nguội luôn ra cho anh Mãn ăn. Còn Thị ở nhà Thị hâm cho nó nóng lại nha. Chồng vô đây nè. Vậy à? Vậy hả? Thị biểu là chồng vô đây, con gái thì nói không, lấy bịch nhỏ bỏ riêng rồi bỏ lên khớp xi đi phải không. Là con gái Thị nó sẽ đi xi cái này, là con gái Thị nó đã dở cơm cho ba nó xong rồi, bắt đầu nó sẽ đem ra bày chợ nha cô chú anh chị nha. Còn Thị ở nhà thì tắm rửa nghỉ ngơi một xíu rồi dọn hàng về. Video của Thị đến đây cũng dài rồi chú anh chị, chắc Thị xin dừng video tại đây nha. Trước khi dừng video, Thị xin ông bà cô chú anh chị cho Thị một cái like, một lượt chia sẻ của chú anh chị yêu quý Thị, nhớ đăng ký kênh cho Thị với nha, nhớ ấn vào cái chuông đó để nhận thông báo từ video mới nhất của Thị. Giờ Thị chào tạm biệt ông bà cô chú, hẹn gặp lại ông bà cô chú clip sau, mấy bye.